khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý khán giả và các đồng chí, thành thạo tiếng Nga, tiếng Anh, biết tiếng Pháp, đã công bố 40 bài báo khoa học uy tín ở trên thế giới, thường xuyên được mời thuyết trình tại các hội nghị khoa học quốc tế quan trọng. Gương mặt mà chúng tôi giới thiệu sau đây là Trung tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường, Phó chủ nhiệm Bộ môn Vật lý, Khoa hóa lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, là người thầy, chiến sĩ khoa học nổi bật với những cống hiến trong nghiên cứu cơ bản. Đây sẽ là gương mặt đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới quý khán giả và các đồng chí trong chương trình hôm nay với chủ đề Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đỗ Thủ Khoa, K29, Học viện Kỹ thuật Quân sự, trải qua một quá trình rèn luyện và học tập, Trung tá Trần Xuân Trường được cử sang học tập tại Đại học Công nghệ Thông tin, Cơ khí và Quang học ở Nga. Tại đây, đồng chí lần lượt hoàn thiện các nấc thang quan trọng như bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với chuyên ngành kỹ thuật công nghệ laser và quang học, cùng việc công bố được 7 bài báo khoa học của mình trên các tạp chí khoa học quốc tế Scopus và ISI có uy tín. Phải nói thêm rằng, nghiên cứu cơ bản không hề đơn giản chút nào. Để có được một bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới thì phải đáp ứng được tính mới, tính khám phá chưa từng được biết đến trước đó. Nên một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của những nhà khoa học nghiên cứu cơ bản, ngoài việc phải có nền tảng kiến thức vững, phải cập nhật liên tục những kiến thức mới được công bố, thì phải tìm tòi và giải mã được những bài toán của vấn đề mới đặt ra một cách chính xác, thuyết phục và khoa học. Cái vấn đề quan trọng là nghiên cứu trong cái nghiên cứu cơ bản, và có nghĩa là tôi nghĩ là trong tất cả vấn đề khác cuộc sống là chúng ta phải tìm được cái nút thắt và chúng ta giải quyết thành công cái nút thắt đó. Một khi chúng ta đã giải quyết thành công cái nút thắt đó rồi thì chúng ta sẽ khai thông con đường và mọi thứ khác nó sẽ rất là dễ dàng. Sau khi lấy bằng tiến sĩ tại Nga, nhờ có thành tích khoa học tốt, đồng chí được Viện Quang học Max Planck của Cộng hòa Đức mời sang làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ 4 năm. Đây là một trong những tổ chức khoa học có quy mô và chất lượng bậc nhất trên thế giới. Trong giai đoạn này, Trung tá Trần Xuân Trường đã cùng các cộng sự công bố được 11 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín. Đặc biệt, trong số đó, bài báo công bố năm 2010 của đồng chí trên tạp chí Physical Review Letter về hiệu ứng phi tuyến mới trong quang sợi lõi lần đầu tiên trên thế giới khám phá ra. Trong bài báo này, đồng chí đã cùng với các cộng sự tại Viện Quang học Max Planck đã hoàn thiện phương trình mô phỏng quá trình truyền ánh sáng trong quang sợi có lõi siêu nhỏ với kích thước bé hơn bước sóng ánh sáng. Rồi sau đó là hàng loạt những phát hiện mang tính khám phá lần đầu tiên được công bố trên thế giới bằng những minh chứng thuyết phục như tìm ra hiệu ứng phát xạ cộng hưởng nhiễu xạ trong hệ ống dẫn sóng nhị nguyên bằng việc nghiên cứu những đặc tính thú vị của loại phát xạ mới này, hay việc tìm ra cấu trúc lượng tử tương đối tính có tên gọi Dirac Solution trong hệ ống dẫn sóng nhị nguyên. Thành công của công trình này giúp mở ra những hướng nghiên cứu mới về mô phỏng và nghiên cứu các hiệu ứng lượng tử tương đối tính phi tuyến và tuyến tính thường rất khó quan sát bằng thực nghiệm, thông qua các hiệu ứng quang học dễ quan sát hơn nhiều trong hệ ống dẫn sóng nhị nguyên. Có thể nói, quá trình học tập ở các trường danh tiếng trên thế giới cộng với tinh thần ham học hỏi và cầu tiến đã là tiền đề rất lớn để Trung tá Trần Xuân Trường tiếp tục phát triển được chuyên môn. Khi mình làm khoa học, nhất là nghiên cứu cơ bản ấy, thì mình phải đòi hỏi, phải tìm hiểu, phải nghĩ ra được những vấn đề mới mẻ và giải quyết vấn đề mới mẻ theo cái tiếp cận riêng của mình. Nếu mà mình mà cứ đi theo lối mòn thì mình sẽ không công bố được, không có những công trình công bố quốc tế được. Qua những công trình khoa học được công bố trên những tạp chí quốc tế có uy tín, Phó Giáo sư Tiến sĩ Xuân Trường đã góp phần tạo dựng được uy tín nhất định trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế với tư cách là một nhà khoa học vật lý trong lĩnh vực quang học và lượng tử học. Sự ghi nhận của cộng đồng khoa học được thể hiện qua việc đồng chí thường xuyên được mời tới thuyết trình tại những hội thảo khoa học quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới.
trở về Học viện Kỹ thuật Quân sự, làm giảng viên và công tác tại Bộ môn Vật lý, Khoa Hóa lý Kỹ thuật trên cương vị là Phó chủ nhiệm Bộ môn Vật lý. Cùng với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học tại Đức, Trung tá Trần Xuân Trường đã được Hiệp hội Max Planck hỗ trợ toàn bộ tài chính để lập một nhóm nghiên cứu tại học viện do đồng chí làm chủ trì. Đây cũng là lần đầu tiên một cán bộ của học viện được một tổ chức nước ngoài tài trợ kinh phí để thành lập và vận hành một nhóm nghiên cứu. Trong phạm vi dự án này, đồng chí cùng các cộng sự đã công bố được 13 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín. Trong cái quá trình mà làm việc cùng với đồng chí Trường thì với cái phong cách làm việc rất là khoa học, chỉn chu và nghiêm túc thì đồng chí Trường đã giúp cho chúng tôi từ những cái việc nhỏ nhất, đó là giải thích và giảng giải cho chúng tôi rất là kỹ về cái lý thuyết cũng như là các cái bước để tiến hành mô phỏng thực nghiệm và ra được kết quả. Em may mắn là một trong những học sinh được thầy chọn vào trong nhóm nghiên cứu của thầy, thì em cảm thấy rất là vinh dự, bởi vì khi mà ngoài những cái kiến thức mà thầy đã giảng ở trên lớp ra, nó đã rất là chi tiết và tỉ mỉ rồi, thì em còn được thầy phụ đạo, thầy hướng dẫn chuyên sâu để em có thể tìm ra được những cái mới, những cái nghiên cứu khoa học mới. Với công việc là giảng viên, Trung tá Trần Xuân Trường đã tiếp tục truyền đạt cho những thế hệ học viên của học viện, và quá trình đó cũng thật khác biệt và đặc thù. Trong đó không thể thiếu những buổi lên lớp như thế này. Không phải bằng tiếng Việt mà bằng tiếng Nga, một buổi học của thầy Trường với các học viên lớp dự khóa nước ngoài. Buổi học vật lý đại cương được diễn giải hoàn toàn bằng tiếng Nga, mục đích để các học viên làm quen với các khái niệm và văn phong kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Nga, sẵn sàng hành trang để các học viên đáp ứng được kiến thức cho quá trình học tập sau này tại Nga. Không chỉ bằng tiếng Nga, mà cả những lớp dự khóa nước ngoài khác cần ngôn ngữ nước khác như tiếng Anh cũng được thầy Trường sẵn sàng đáp ứng cả về chuyên môn lẫn vốn ngoại ngữ. Để đáp ứng được chuyên môn với những ngôn từ, kỹ thuật đặc thù không phải người giỏi ngoại ngữ nào cũng có thể dịch. Cách dạy của thầy rất là khoa học và luôn luôn đặt ra những câu hỏi và thỉnh thoảng thì kể những câu chuyện giúp học viên tinh thần sảng khoái hơn khi học. Thầy dành hết tâm huyết của thầy cho cái bài thầy nghiên cứu, cho những cái đề tài quốc tế thầy nghiên cứu. Thầy là một người thầy dạy mà hết lòng hết sức, và thầy rất là yêu khoa học. Giản dị và nhiệt thành tâm huyết, những bài giảng của thầy Trường luôn cuốn hút người học, và đặc biệt bên cạnh những kiến thức nền cơ bản, thầy Trường thế nào cũng sẽ cập nhật những thông tin khoa học liên quan mới được khám phá trên thế giới. Kể cả những câu chuyện khoa học của thầy hay của đồng nghiệp cũng được thầy truyền đạt cho các học viên. Trong suy nghĩ của thầy, ngoài nắm vững kiến thức cơ bản thì cần phải đào tạo và truyền đạt được cho các học viên hình thành những kỹ năng luôn có cái nhìn mới trước mỗi vấn đề, và để làm được điều đó thì cần phải cập nhật cái mới thường xuyên. Cứ như thế, những buổi học của thầy thật gần gũi và dễ nhớ. Nếu mà nói từ ngắn gọn nhất về ấn tượng của đồng chí Trường ấy, thì anh Trường là một cái cán bộ nghiên cứu khoa học xuất sắc, rất là xuất sắc và đạt tới tầm thế giới trong một số lĩnh vực. Đồng chí đã phát huy được rất tốt cái khả năng về nghiên cứu khoa học này, và cái mặt thứ hai là gì, tạo ra các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu cơ bản. Ngoài chương trình giảng dạy đại trà bình thường, hàng năm Trung tá Trần Xuân Trường cũng trực tiếp tham gia đào tạo huấn luyện học viên các đội tuyển Olympic vật lý Học viện Kỹ thuật Quân sự, tham gia vào các kỳ thi Olympic giữa các trường đại học kỹ thuật của Việt Nam. Và các đội tuyển Olympic vật lý của học viện hàng năm đều đạt thành tích cao với giải nhất toàn đoàn và những giải cá nhân có thứ hạng cao như giải nhất, giải nhì. Ngoài ra, thầy cũng là người hướng dẫn học viên cao học của Học viện Kỹ thuật Quân sự bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về quang học. Những thành tích và những bài báo quốc tế của thầy cứ dày lên theo thời gian. Sự đam mê và nhiệt huyết trao dồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường là dòng chảy liên tục. Và quan trọng hơn cả là dòng chảy đó luôn được thầy sẻ chia và bồi dưỡng cho các thế hệ học viên.